Vương cung thánh đường thánh Pedro, tiếng Latin là Bali Basilica Santi Petri, tiếng Ý là Basilica di San Pietro in Vaticano, là một trong bốn nhà thờ lớn nhất ở Vatican. Tên đầy đủ của công trình là Vương cung thánh đường tông tòa thánh Pedro, nhưng đôi khi được gọi tắt là đền thờ thánh Pedro hoặc nhà thờ thánh Pedro. Được các kiến trúc sư Donato Bramante, Michelangelo, Carlo Macchiano và Gian Lorenzo Bellini lần lượt chịu trách nhiệm thiết kế. Vương cung thánh đường này là kiệt tác nổi tiếng nhất của kiến trúc phục hưng và là một trong những nhà thờ lớn nhất thế giới. Tuy đây không phải là nhà thờ mẹ của giáo hội Công giáo Roma và cũng không phải là nhà thờ chính tòa của giáo phận Rome, Vương cung thánh đường thánh Pedro được coi như một trong những thánh đường thần thánh nhất của Công giáo. Công trình này được mô tả như một thánh đường giữ vị trí độc nhất trong thế giới Công giáo và như là nhà thờ vĩ đại nhất trong những nhà thờ Công giáo. Nhà thờ hiện nay được xây dựng từ ngày 18 tháng 4 năm 1506 và hoàn thành ngày 18 tháng 11 năm 1626. Trước đó, vào thế kỷ thứ tư cũng đã có một nhà thờ được xây dựng trên khu đất hiện tại trong thời đại của Hoàng đế La Mã Constantinus Đại Đế. Truyền thống giáo hội Công giáo Roma tin rằng khu vực dưới bàn thờ của Vương cung Thánh đường này là phần mộ của Thánh Pedro, vị giám mục của Roma và cũng là giáo hoàng đầu tiên. Vì lý do đó, nhiều giáo hoàng đầu tiên cũng đã được chôn cất trong nhà thờ này trong giai đoạn sơ khai của Công giáo. Thánh đường này là nổi tiếng như là một địa điểm hành hương và cho các mục đích phụng vụ. Giáo hoàng thực hiện một số nghi thức phụng vụ tại đây hàng năm, thu hút lượng người tham dự từ 15.000 người đến hơn 80.000 người, tập trung trong Đại Thánh Đường hoặc Quảng trường Thánh Pedro ngay phía trước. Thánh đường Thánh Pedro có nhiều mối liên hệ lịch sử với nhà thờ Thiên Chúa Công giáo sơ khai, giáo hoàng, cải cách Tin Lành, phong trào phản cải cách và nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là Michelangelo, là một kiệt tác kiến trúc. Công trình này được coi là một trong những tòa nhà lớn nhất trong thời đại phục hưng. Thánh đường Thánh Pedro là một trong bốn nhà thờ xung quanh Roma có tước hiệu Đại Vương cung Thánh đường. Ngược lại với quan niệm sai lầm phổ biến, thánh đường này không phải là một nhà thờ chánh tòa, bởi vì đây không phải là nơi đặt ngai tòa của một giám mục. Ngai tòa của giáo hoàng với tư cách giám mục Roma là Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano. Thánh đường Thánh Pedro là một nhà thờ theo phong cách phục hưng nằm tại thành phố Vatican phía tây của sông Tiber và gần đồi Gianni Colum và lăng Hadrian. Kiến trúc vòm trung tâm của nó nổi bật trên đường chân trời của thành phố Roma. Tới thánh đường phải đi qua quảng trường Thánh Pedro, một sân trước có hai phần. Cả hai phần trước được một dãy cột cao bao quanh. Không gian đầu tiên có hình bầu dục và không gian thứ hai có hình thang. Mặt tiền của thánh đường với một số lượng lớn cột trụ trải dài trên phần cuối của quảng trường và được nối tiếp bằng các bậc thềm. Ở trên đó có hai bức tượng của các tông đồ thế kỷ thứ nhất tới Rome, Thánh Peter và Thánh Phaolô, cao 5,55 m. Thánh đường có hình chữ thập với một gian giữa thon dài dưới dạng thánh giá, nhưng những thiết kế ban đầu là một cấu trúc tập trung ở giữa và điều này vẫn còn là bằng chứng trong kiến trúc ngày nay. Các không gian trung tâm chi phối cả bên ngoài và bên trong bằng một trong những mái vòm lớn nhất thế giới. Lối vào thông qua một tiền sảnh kéo dài suốt tòa nhà, một trong những cánh cửa bằng đồng kéo dài từ tiền sảnh là cửa thánh, chỉ mở trong dịp lễ Jubilee. Nội thất của thánh đường này có kích thước rất lớn khi so sánh với các nhà thờ khác. Một tác giả đã viết: từ từ chúng ta nhận ra khi chúng ta thấy mọi người đến gần tượng đài này, điều kỳ lạ xuất hiện khi các
khách tham quan có vẻ nhỏ đi. Tất nhiên nhỏ so với quy mô của tất cả mọi thứ trong tòa nhà này, cảm xúc này đã lấn lướt chúng ta. Nhà thờ này được khởi công xây dựng ngày 18 tháng 4 năm 1506 trên nền một nhà thờ khác. Chính giáo hoàng Julio II đã ra lệnh phá bỏ nhà thờ cũ này để xây nhà thờ mới, với mong muốn đây sẽ là nơi chôn cất chính mình sau khi đã mất. Do đó, ông đã chọn họa sĩ nổi tiếng Michelangelo làm người đứng đầu việc xây dựng công trình này. Tuy nhiên, Michelangelo phải nhường vị trí này cho Donato Bramante do một số tranh cãi về việc có nên phá bỏ nhà thờ cũ hay không. Bramante đã cho phá bỏ hầu hết nền nhà thờ 1.200 năm cùng với 4 cây cột. Sau khi giáo hoàng Julio II và Bramante lần lượt mất năm 1513 và 1514, công trình này bị gián đoạn nhiều lần và được chỉ huy bởi nhiều kiến trúc sư khác nhau. Trong đó có Raffaello, người đã thiết kế và xây dựng nhà thờ với hình dáng giống như một cây thập tự. Một thời gian sau, lần lượt các kiến trúc sư Sangallo và Michelangelo tiếp tục việc xây dựng. Đối với Michelangelo, đây là lần thứ hai ông chỉ huy công trình này. Ông đã thiết kế mái vòm nổi tiếng, một kỳ tích của kỹ thuật xây dựng, bởi đây là công trình xây bằng gạch có khoảng cách bắc cầu tự do lớn nhất, dài 24m ở độ cao 120m. Tuy nhiên, Michelangelo không thể hoàn thành mái vòm này. Ông mất năm 1564 mà phải nhờ đến kiến trúc sư Giacomo del Potta. Năm 1626, tức sau 120 năm xây dựng, nhà thờ được khánh thành với 187m chiều dài, 45m chiều cao, với sức chứa lên tới 60.000 người. Đây là tượng Đức Mẹ Sầu Bi, một trong những bức tượng nổi tiếng do Michelangelo trực tiếp tạc tượng. Bên cạnh bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi là cây thánh giá bằng vàng.
Thank you.